Tuổi Dậu hợp tuổi nào trong hôn nhân, làm ăn để cả đời may mắn, giàu sang, hạnh phúc? Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, trong cái việc làm ăn kinh doanh thương mại, kinh doanh hay là trong cái chuyện tình yêu hôn nhân, kết duyên vợ chồng, thì cái việc xem tuổi hợp khắc là yếu tố vô cùng quan trọng. Cái việc xem tuổi làm ăn sẽ giúp quý vị chọn được những cái đối tác chiến lược, những người hùn hạp mà có tuổi hợp làm ăn với mình. Khi mà quý vị lựa chọn được những người có tuổi hợp làm ăn với mình thì sẽ giúp cho cái việc làm ăn, kinh doanh, thương mại nó được hanh thông thuận lợi, suôn sẻ và vượt qua được mọi cái khó khăn, mọi cái gian khổ, mọi cái trắc trở trong cuộc sống. Ngược lại, nếu mà phối hợp với những người mà không hợp tuổi làm ăn sẽ khiến cho cái việc làm ăn nó gặp khó khăn, vất vả, không thu được những cái hiệu quả như mong muốn. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những người tuổi Dậu thì hợp với tuổi nào, hợp với ai, và trong trường hợp là không hợp thì quý vị sẽ làm thế nào để hóa giải. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên, để xét về những người tuổi Dậu hợp với ai thì chúng ta cũng sẽ phải cần biết tuổi Dậu sẽ có 5 tuổi, đúng không? Sẽ có 5 tuổi. Ất Dậu sinh năm 1945, Đinh Dậu sinh năm 1957, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Tân Dậu sinh năm 1981 và Quý Dậu là sinh năm 1993. Đó, như vậy là tuổi Dậu chúng ta sẽ có 5 tuổi. Còn 2 tuổi Ất Dậu là 2005 và Đinh Dậu là 1/2017 ấy, thì 2 tuổi đấy vẫn còn nhỏ thì cũng có thể là ghép luôn vào với cái tuổi là 1945 và 1957 nhé. Đó, như vậy là gì? Những người tuổi Dậu thì sẽ hợp với ai, hợp với tuổi nào, kết hợp với tuổi nào sẽ được giàu sang phú quý, kết hợp với tuổi nào thì sẽ gì phạm phải những đại kỵ mà chúng ta cần phải kiêng kỵ để có được cái cuộc sống làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, đúng không? Đầu tiên chúng ta cùng xét qua về những người tuổi Dậu về tính cách. Thì những người tuổi Dậu thường có cái ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ lộn thuộm. Họ là những người khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm đến cái hình thức. Con giáp này thì có thể đứng trước gương hàng giờ được và không ngại ngần mà tung tiền mua sắm những cái bộ quần áo đẹp. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe cái bộ lông tuyệt vời đẹp của mình, tuổi Dậu thích thể hiện và khá là tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và được chú ý hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu là những người nhanh trí, lại thực tiễn và phong phú. Tuổi này nhất quyết chỉ làm những việc gì mà họ cho là đúng đắn. Tính thẳng thừng nên là họ trung thành tuyệt đối. Những người tuổi Dậu thì thường là những người mà cứng rắn, kiên cường, ý chí thì mạnh mẽ. Và họ cũng là những cái người mà khá nóng nảy và không có đủ cái độ kiên trì. Do họ quá thật thà và thẳng thắn, đôi khi họ có thể không để ý đến cái cảm giác của người đối diện là và dễ làm cho người ta bị tổn thương. Đó. Những người tuổi Dậu thì thích đi xa nhà, đặc biệt là đi với bạn bè yêu quý mình. Với quan niệm của những người tuổi Dậu ấy, ở nhà ăn cơm một mình thì không xong. Đấy. Thà đi chơi thâu đêm với một cái người bạn nào đó thì sẽ sướng hơn. Vậy thì với cái tính cách như vậy thì những người tuổi Dậu kết hợp với tuổi nào thì sẽ là hợp lý, đúng không ạ? Sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái hạnh phúc cho những người tuổi Dậu. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của Tử Thông ngay sau đây. Quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta biết là những người tuổi Dậu thì có 5 tuổi, đúng không ạ? Như tôi vừa xét. Vậy thì bây giờ chúng ta xét tuổi Dậu với chi tiết với 12 con giáp, xem là nó hợp với tuổi nào, xung với tuổi nào và chúng ta phải làm gì để hóa giải, đúng không ạ? Trong video ngày hôm nay thì tôi chỉ xét về cái mối quan hệ địa chi, tức là chỉ xét về địa chi Dậu. Chứ còn Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý thì tôi không xét nhá, không xét trong video ngày hôm nay, và sẽ có những một video khác để nói về những cái thiên can này cho quý vị. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Dậu và những người tuổi Tý. Thì những người tuổi Dậu mà kết hợp làm ăn với những người tuổi Tý thì gặp cục diện là tương phá. Trong hệ thống 12 địa chi tương ứng với 12 tuổi, mỗi một tuổi mang một cái biểu tượng và mang một cái ý nghĩa khác nhau. Qua đó nó chia thành các cặp là hợp, xung, hình, phá, hại, khắc, vân vân. Đó. Những cái tuổi kết hợp làm ăn với nhau thuộc nhóm tương phá sẽ không tốt và không được bền lâu, dễ mau tan rã và chủ là chuyện chống phá lẫn nhau. Chính vì vậy mà nếu mà muốn kết hợp hay muốn tìm kiếm những người làm ăn thì tuyệt đối không được bỏ qua cái việc là gì gặp cái những người tuổi tương phá này. Đó. Vậy nên những người tuổi Dậu và những người tuổi Tý rơi vào cục diện là tương phá, không nên lấy nhau cũng không nên hợp tác kinh doanh với nhau. Nếu mà trong trường hợp quý vị mà đã lỡ lấy nhau rồi, đã lỡ đẻ con rồi, đã lỡ gì, lỡ kết hợp rồi, thì quý vị có thể chọn những người tuổi Sửu đó. Lúc đó thì Dậu và Sửu là tam hợp thì sẽ không phá Tý nữa. Tý Sửu hợp thì cũng sẽ không phá Dậu nữa.
Bên cạnh đó, để hóa giải triệt để thì những người tuổi Dậu sẽ luôn mang theo cái bên mình cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu, để được bộ tam hợp Tị Dậu Sửu nó trợ mệnh và nó sẽ không còn gì không phá Tý. Còn những người tuổi Tý sẽ sử dụng cái bộ tam hợp là Thân Tý Thìn để gì? Để Thân Tý Thìn tam hợp thì sẽ không còn xung hình Dậu nữa, không còn phá Dậu nữa. Đó. Cái vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy được sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân được khắc lên ba viên đá mã não. Đó. Và được kết hợp với cái loại gỗ quý như là gỗ xưa hay là gỗ từ đàn. Đó. Và đây là những cái loại gỗ mà gỗ quý được dùng làm các vật phẩm phong thủy để trừ tà, hóa sát cũng như là chiêu tài. Đấy. Giúp mang lại cái vượng khí cho gia chủ. Bên cạnh đó, cái vòng tam hợp quý nhân sử dụng ba cái linh vật. Ba linh vật theo tuổi tam hợp. Nó sẽ giúp quý vị chiêu mời quý nhân, hóa giải những xung khắc, những thị phi, đặc biệt là với những cặp vợ chồng xung tuổi khắc tuổi ấy, hoặc là những vợ chồng mà hay xảy ra chuyện cãi vã trong công chuyện làm ăn cũng như trong công chuyện kinh doanh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, khi mà trong công việc ấy, thì nó cũng sẽ có những xung khắc thị phi, thì cái vòng tam hợp quý nhân này cũng sẽ chiêu mời quý nhân để hóa giải những xung khắc, những thị phi đó. Và khi có quý nhân luôn ở bên cạnh mình thì mọi việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Lúc khó khăn trong công việc thì quý nhân cũng tương trợ giúp đỡ ngay lập tức, khiến cho mọi việc cũng được suôn sẻ và hanh thông. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Đó. Như vậy là những người tuổi Dậu và những người tuổi Tý là không hợp nhau nhé, không hợp nhau. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ hai là những người tuổi Sửu. Thì tuổi Sửu và tuổi Dậu thì được bộ tam hợp là Tị Dậu Sửu. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì khoảng cách 3 năm, đúng không ạ? Vị tuổi Dậu này thì đến Tuất, Hợi, Tý và đến năm Sửu thì sẽ là tam hợp. Những con giáp thuộc tam hợp thì khi nằm trong bộ tam hợp này thì làm ăn, vợ chồng hoặc là kết hợp sinh con đẻ cái thường là suôn sẻ, hanh thông và là những người có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau, dễ dàng đi tới cái thành công hơn. Vậy nên những người tuổi Sửu là một trong con giáp là hợp với những người tuổi Dậu. Hợp với những người tuổi Dậu nhé, đúng không ạ? Dậu Sửu là hợp, hơn nữa Sửu Thổ lại sinh cho Dậu Kim lại càng tuyệt vời nữa. Và những người tuổi Sửu và những người tuổi Dậu thì chỉ được bán tam hợp thôi. Đó. Vậy nên là muốn được cái tam hợp trọn vẹn thì cần phải có thêm tuổi Tỵ nữa. Vì thế mà những người tuổi Sửu ấy hãy luôn mang bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để được trợ vận hộ thân, giúp mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong câu chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn, cũng như là giúp hòa hợp các mối quan hệ trong chuyện là tình yêu hôn nhân và quan hệ vợ chồng, giúp cho các cặp vợ chồng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp đấy. Và cái vòng tam hợp này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú cũng như là xem ngày thử sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vì thế mà quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi Dậu và tuổi Dần. Dậu và Dần nó rơi vào đất tứ tuyệt. Cái tứ tuyệt ấy, nó là bốn cặp tuổi trong 12 con giáp, nó gặp nhau nó sẽ kìm hãm cái sự phát triển của nhau, kìm hãm cái sự phát triển của đối phương nữa. Cuộc sống sẽ gặp nhiều cái khó khăn, bệnh tật, công việc thì khó có thể hanh thông, đúng không? Tài vận thì kém phát triển, tình duyên thì lận đận, thậm chí là gì, có thể khắc đến nguy hiểm tính mạng. Vì tứ tuyệt thường mang đến cái vận xui nên là các cặp tuổi này thì không nên kết hợp với nhau, không nên trở thành vợ thành chồng, không nên trở thành đối tác, cũng không nên trở thành con cái. Đó. Tại vì khi mà kết hợp với nhau thì nó là cái khí xấu. Vì thế mà người ta cũng kiêng. Vậy nên Dậu và Dần thì cũng là cái cặp không tốt. Trong trường hợp mà quý vị tuổi Dậu và tuổi Dần đã lỡ kết hợp với nhau rồi thì những người tuổi Dậu thì sẽ sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Đấy, còn những người tuổi Dần thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Lúc đó thì các mối quan hệ nó trở nên hợp hơn và nó sẽ không còn bị xung hình khác nữa, và nó mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Đó. Đó là những người tuổi Dần. Đó. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi Mão và tuổi Dậu. Thì Mão và Dậu nằm trong cái bộ tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu. Những con giáp này có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách và cái quan điểm sống cũng như là cái phong cách sống. Cái điều này thể hiện qua những cái lần tranh cãi, những lần khắc khẩu, những lần cãi đấu tranh. Đó. Và những cuộc cãi vã hay là những bất đồng quan điểm trong cuộc sống của xã hội từ trước đến nay, cứ hễ gặp nhau là lúc đầu mới yêu ấy, thì hoành tráng lắm, thì không thể thiếu nhau được, nhưng mà ai cản cũng không nghe, cái cặp này thì ai cản không nghe, nhưng mà lỡ lấy nhau rồi thì lại tan đàn xẻ nghé. Đó, rất dễ xảy ra chuyện như vậy.
Và khi kết hợp câu chuyện làm ăn kinh doanh cũng vậy, thì người ta cũng kiêng là Mão và Dậu là cũng rơi vào tứ hành xung, vậy nên người ta cũng không sử dụng. Và để hóa giải cặp này thì chúng ta sẽ sử dụng người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất, đúng không ạ? Khi mà gì Dậu và Thìn là hợp thì sẽ không xung Mão nữa, và Mão mà Tuất là hợp thì sẽ không xung Dậu nữa. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Với những người tuổi Mão sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, mang lại cái may mắn và hóa giải những xung khắc thị phi giữa tuổi Mão và tuổi Dậu. Đó là con giáp thứ tư. Tiếp theo con giáp thứ năm là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn này được cục diện là Thìn và Dậu là lục hợp. Thìn và Dậu lục hợp, cái cặp lục hợp đó chỉ là 6 các cặp con giáp nhị hợp với nhau tạo thành một lục hợp, đúng không ạ? Hay hiểu một cách đơn giản là có 6 cặp tuổi con giáp hợp với nhau, sinh với nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp nhất. Đấy, các con giáp mà thuộc cái cục diện lục hợp này thì nếu mà kết hợp thành đôi hoặc là sinh con hoặc là gì kết hợp trong cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh thì cũng sẽ rất là có lợi, được may mắn, hạnh phúc và giàu có. Vậy đây là những người tuổi Thìn là một trong con giáp mà hợp với những người tuổi Dậu. Và để tăng cường cái vận may của mình lên thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn nhé, để trợ mệnh hộ thân, giúp mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình khi kết hợp làm ăn hoặc là sinh con hoặc là kết hợp hôn nhân với những người tuổi Dậu. Đó. Tiếp theo thứ sáu là những người tuổi Tỵ, đúng không? Những người tuổi Tỵ thì được cục diện tam hợp là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, đúng không? Quý vị thân mến, thì cũng giống như những người tuổi Sửu ấy, thì những người tuổi Tỵ thì được tam hợp cục giúp đỡ. Đấy, khi mà được nằm trong cái cục diện tam hợp này thì các mối quan hệ làm ăn vợ chồng kinh doanh thì nó sẽ được suôn sẻ hanh thông, và họ sẽ có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ giúp đỡ lẫn nhau, dễ dàng tiến đến cái thành công hơn. Đó. Vậy nên là những người tuổi Dậu và những người tuổi Tỵ thì sẽ cực kỳ hợp. Đấy. Vì thế trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ và tuổi Dậu thì mới được cái cục diện là bán tam hợp thôi, còn để được đầy đủ cái bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu thì những người tuổi Tỵ hãy luôn sử dụng bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp mình gặp được những điều tốt lành hơn và may mắn hơn trong công việc. Bên cạnh đó, nếu mà có gặp khó khăn trong công việc thì quý nhân cũng kịp thời xuất hiện tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn và mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Tỵ. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Ngọ, đúng không? Ngọ và Dậu thì nó rơi vào cục diện là tương phá. Vậy nên là khi mà dính vào cái cục diện tương phá này thì nó chủ về cái sự là tan vỡ, chủ về cái sự là phá bại. Vì thế mà những người tuổi Dậu và những người tuổi Ngọ thì cũng không nên kết hợp với nhau, vì là nó khi mà các cặp này kết hợp với nhau thì dễ dẫn tình trạng là tan đàn trẻ nghé, kể cả trong chuyện kinh doanh làm ăn, dẫn đến chuyện gì sinh con đẻ cái. Đó. Vì thế nên là những người tuổi Ngọ và tuổi Dậu nhé, kiêng kỵ khi kết hợp với nhau. Trong trường hợp mà quý vị đã kết hợp với nhau rồi thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Ngọ sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp là Dần Ngọ Tuất. Những người tuổi Dậu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để mang lại cái may mắn, mang lại cái hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp nhé. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã xét được 7 tuổi đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục đến tuổi thứ 8, đó là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi thì khi mà kết hợp với những người tuổi Dậu thì Mùi Thổ sinh Dậu Kim. Đấy. Mùi là âm kim, Dậu là cũng là âm kim. Vậy nên là khi mà hai tuổi này kết hợp với nhau được cục diện thổ kim tương sinh rất là tốt. Vì thế mà những người tuổi Mùi và những người tuổi Dậu khi mà kết hợp với nhau ấy, sẽ gì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn, và trong cái chuyện kết hợp kinh doanh buôn bán làm ăn thì cũng gì đắc tài đắc lộc. Vì là những người tuổi Mùi vốn là những người chỉn chu, vốn là những người mà họ cái tính cách của họ ấy, thì luôn chỉn chu, luôn gì chu toàn và sống theo cái tình cảm là chính. Còn những người tuổi Dậu ấy thì họ sẽ là những người mà sống khá là phóng khoáng, khá là giao lưu các mối quan hệ thì rộng rãi, và họ sẽ đưa ra được những cái quyết sách và là những người mà đi kết nối mọi người được nhiều hơn. Từ đó thì hai người này kết hợp với nhau thì sẽ tạo thành một cảm ăn ý. Những người tuổi Mùi ấy, thì sẽ là gì? Những người chủ lực ở nhà, ở tiền tuyến, ở hậu phương, đúng không ạ? Còn những người tuổi Dậu thì sẽ là những người phi ra tiền tuyến để kiếm cho mình những cái lợi ích, những công việc tốt lành hơn. Đó là những người tuổi Mùi.
Và để tuổi Mùi và tuổi Dậu được may mắn hơn nữa thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, giúp mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Thân, Thân và Dậu. Thân là dương kim, Dậu là âm kim. Đúng không ạ? Khi mà cặp đôi này lấy nhau thì cũng sẽ sinh ra được nhiều cái lợi ích. Và cái chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn nó cũng mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Kim vượng thì gì? Chỉ sinh tài, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Khi mà hai cái tuổi này kết hợp với nhau ấy, thì rất dễ có được cái tài lộc, rất dễ gặp được may mắn và rất dễ được gì? Bình an trong cuộc sống. Đó, đó là những người tuổi Thân kết hợp với những người tuổi Dậu. Và những người tuổi Thân ấy, để may mắn hơn nữa khi kết hợp với những người tuổi Dậu thì quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp cho cái vận may của mình nó được tốt hơn, nó được cải thiện một cách đáng kể. Đó. Tiếp theo, những người tuổi Dậu mà kết hợp với những người tuổi Dậu thì sao? Các cụ nhà ta có nói là gì? Cùng tuổi thì làm rưỡi mà ăn, nhưng mà cũng tùy tuổi quý vị ạ. Không phải tuổi nào lấy nhau cũng là tốt. Chúng ta có bốn con giáp rơi vào cục diện là tự hình. Vậy nên là khi những cặp này mà lấy nhau thì nó còn nguy hiểm hơn là lấy những tuổi khác. Đó. Khi mà tuổi Dậu mà kết hợp với tuổi Dậu thì sẽ rơi vào cục diện là tự hình. Đấy. Thì nhìn chung những người mà phạm vào cục diện này thì thiếu tự chủ, thiếu quyết đoán và gì không thể độc lập giải quyết vấn đề của bản thân. Tính đình của họ thì sẽ hấp tấp, vội vàng và cố chấp, nên là khó có thể kiềm chế được mình trước mọi cái tình huống. Chính vì cái lý do trên mà những người tuổi này thường gặp khó khăn, gặp trắc trở khi mà kết hợp với nhau. Vậy nên là khuyên những người tuổi Dậu thì cũng không tự lấy những người tuổi Dậu. Ví dụ như là những người tuổi Tân Dậu 1981 lấy 1981 thì cũng không nên, đúng không ạ? Hoặc là 1981 lấy 1993 là Quý Dậu thì cũng không nên. Tại vì gì? Lâm vào cục diện là tương hình nhé. Đó. Đó là những người tuổi Dậu, đúng không ạ? Tuổi Dậu kết hợp với tuổi Dậu. Và trong trường hợp mà quý vị muốn tốt hơn nữa mà đã lỡ kết hợp với nhau rồi thì những người tuổi Dậu cũng nên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xíu để trợ vận hộ thân, giúp mang lại cái may mắn, mang lại cái thành công cũng như là gì? Giúp quan hệ hòa hợp các mối quan hệ với nhau. Đó. Tiếp theo là có giáp thứ 11 chúng ta xét, đó là những người tuổi Tuất. Thì tuổi Dậu kết hợp với tuổi Tuất thì nó rơi vào cục diện lục hại. Người xưa quan niệm rằng hôn nhân hay là kết hợp làm ăn kinh doanh hay là sinh con đẻ cái mà rơi vào cái con giáp lục hại này thì sẽ khó có thể được bền vững. Vợ chồng thì thường xuyên xảy ra những chuyện cãi cọ, gia đình thì lục đục, con cái thì hư hỏng, thậm chí là gì? Có trường hợp còn khiến cho kinh doanh bị thất bát, làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản, hoặc là gì? Có những chuyện sát hại lẫn nhau. Vậy nên là không tốt. Cái cặp này thì người ta khuyên không nên lấy nhau. Đúng ạ. Trong trường hợp mà tuổi Dậu và tuổi Tuất đã kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng tuổi Thìn và tuổi Mão để hóa giải. Đó. Và một cách nữa là quý vị cũng thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Dậu ấy thì sẽ dùng vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xíu. Còn với những người tuổi Tuất thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để biết được thông tin chi tiết về vòng tam hợp. Và tuổi cuối cùng ta xét, đó là những người tuổi Dậu kết hợp với những người tuổi Hợi, đúng không ạ? Dậu và Hợi kết hợp nhau tốt hay không? Quý vị biết ấy, những người tuổi Hợi và Dậu, Dậu Kim, Hợi Thủy, đúng không ạ? Thì khi kết hợp làm ăn với những người tuổi Hợi thì sẽ được cục diện là Kim Thủy tương sinh, kết hợp với làm vợ làm chồng thì cũng được như vậy. Được cục diện là gì? Tương sinh với nhau, rất là tốt. Vì vậy mà những người tuổi Hợi cũng là một trong những cái lựa chọn tốt cho những người tuổi Dậu khi mà muốn kết hôn hoặc là muốn hợp tác kinh doanh làm ăn hoặc là muốn sinh con đẻ cái vào những tuổi này. Đó. Đó là 12 tuổi mà khi kết hợp với những người tuổi Dậu tốt xấu ra sao? Cát Hùng thế nào? Đấy. Thì tổng quát lại ấy, thì những người tuổi Dậu cần phải đấy, kết hợp tốt nhất là những người tuổi sau này. Tuổi Dậu đầu tiên kết hợp tốt nhất thì chúng ta phải có tuổi Sửu, đúng không ạ? Tuổi Sửu, thứ hai là tuổi gì? Thứ hai là tuổi Thìn. Thứ ba là tuổi Tỵ. Đây là ba tuổi kết hợp làm ăn tốt nhất của những người tuổi Dậu. Và những con giáp mà xấu nhất với những người tuổi Dậu đó là gì? Tuổi Mão, hai tuổi Dần, ba là tuổi Ngọ và bốn là tuổi Dậu, năm là tuổi Tuất. Đây là năm con giáp cực xấu không nên kết hợp. Trong trường hợp mà quý vị trong ba tuổi là tuổi Sửu này, tuổi Thìn và tuổi Tỵ ít quá thì quý vị cũng thể chọn thêm một tuổi nữa, đó là chọn thêm tuổi Mùi, đúng không ạ? Một là ba này, bốn này, chọn thêm những người tuổi Mùi này, tuổi Thân này,
và những người tuổi Hợi. Đó. Đó, đó là những con giáp mà sẽ hợp với những người tuổi Dậu. Khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau ấy, thì sẽ được may mắn, hanh thông và công việc sẽ được thuận buồm xuôi gió. Và những con giáp mà khi mà hợp xung, những con giáp mà đánh dấu bằng cái phấn đỏ này thì là những con giáp mà không hợp. Kể cả những người tuổi Tý cũng vậy, những người tuổi Tý là con giáp thứ 6 nhé, thứ 6 không hợp. Nó là rơi cục diện tương phá. Đó. Thưa quý vị, nhìn ra ấy, thì cái chuyện chọn tuổi nó có vẻ là gì? Nó chỉ là một sự ngẫu nhiên. Thế nhưng mà nó ẩn chứa đằng sau hàng ngàn, hàng trăm ngàn cái sự may rủi khác nhau. Khi mà chọn được những tuổi tốt, tuổi hợp làm ăn, kinh doanh thì sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Ngược lại, nếu mà chọn nhầm những tuổi xung khắc thì sẽ mang lại những cái hung họa khôn lường. Vậy nên, cái việc xem tuổi là một cái điều hết sức quan trọng khi mà chúng ta tiến hành công việc hôn nhân, kết hôn. Cũng như là gì? Việc chọn tuổi động thổ làm nhà cũng vậy, thì nó cũng cực kỳ quan trọng. Vì thế mà quý vị không chọn thì thôi, nhưng mà đã chọn thì hãy chọn cẩn thận để tránh phạm phải những cái điều xung khắc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.